chơi cho em. Nhưng mà thì thấy đồ chơi vậy thì mới chơi được mà. Thích quá mẹ ơi, thích quá. Mẹ ơi. Này, em đang sướng nè. Em ơi. Ê, em ơi. Ui, trong đau nữa. Thôi, ăn đi. Thôi mẹ nhở, anh đi nói bé thôi. Chu Chu ngồi xuống chơi với em, trong em mẹ đi làm vườn nhé. Làm ạ. Chào em nhá. Anh nha, anh nha 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 nhá. Đừng có khóc không. Ba cái ông mẹ ngay. ngày mấy nữa mùa mưa là nước không trôi vào được rồi. Con lấy đi, con lấy bìa kia ra xong là con vẽ búp bê nhá. Đây ạ, mẹ ơi, đây ạ. Ừ, con thả xuống. Con lấy bút màu của con nha. Thả bút màu đâu? Ở trong đấy mà. Đâu? Trong đấy mà. Bút màu của đâu? Mình chơi cho em với con nhé. Mẹ ơi, mẹ làm búp bê cho con nhé. Mẹ sẽ làm quần áo búp. Con muốn búp bê. Quần áo nữa. May à? Đúng ạ. Mẹ ơi, mẹ làm ngôi nhà với búp bê cho con đi. À, con muốn em sao? Em sao luôn. Mày mua búp bê con nhé. Đúng ạ. Búp bê với em sao? Mày chơi váy nữa. Ừ, mày váy mới nữa. Lên giường nữa này. Con thích cái nhủ, giường nhủ này. Con thích Con thích cái máy giặt thế này. Máy giặt nữa? Vâng. Có một bộ nấu cơm không? Đó. Bộ nấu cơm có ở nhà có thế. Nhưng mà mất rồi. Chơi ở dưới đồ chơi nhé. Thế mai mẹ Hiền mong nhé. Bọn đồ chơi nấu ăn chơi chị bé vứt rồi. Thế á? Vứt rồi. Vứt đi được? Vâng. Thế thì phải giữ đồ chơi nhá. Chơi phải giữ, mai mẹ Hiền mua cho nhá. Nhưng mà tao muốn búp bê. Chị ở nhà tôi có một búp bê bền quá, toàn đá màu. Bê cho tôi đi. Bê á? Búp bê. Ơ, bút màu à? Ơ, mẹ ơi. Mẹ làm gì ấy? Đây con cắt mình cả. Chơi cho em không đến nỗi nó liên miệng cho con. Là mắt. Ơ, cái này cái gì đấy? bạn mình tay đau quá. Ôm anh đi không anh, em ôm em đi em ngã nha. Mẹ ơi, con ôm cha con cũng phải ôm em thế. Con ra đây cắt hình đi. Hình nào ấy mẹ? Mẹ ơi mẹ làm gì ấy? Cắt đồ gấp đồ chơi cho con nha. Cho em nha. Mẹ ơi. Mẹ bé mà nói to thế. Tao phun màu thấy đâu hả? Màu luôn rồi. Đây. Tao chim. Chim đâu? Đó. À, cho con này. Vâng. Tao muốn làm búp bê ngôi nhà. Vâng. Mẹ cắt tiếp cho nha. Mẹ ơi, mẹ làm búp bê cho con đi. Ôi, mẹ ơi, cái gì á? Con ăn gì? Mẹ đi nấu. Hả? Mẹ đi nấu con ăn nhé. Con muốn ăn cháo. Ok. Con muốn ăn cơm. Gì á? Có kìa đâu? Đây. Mỏng. Mỏng mới tắt được. Số cắt cái gì? Tôi cắt cái gì ta? Tôi cắt gì đâu? Cắt công chúa chứ. Làm hình đâu. Ừ, thế để đấy mẹ này. Này. Nào con chim này đừng leo leo. Chui lên ngồi xem mẹ gấp gì này. Chú à. Đâu, xem cái gì. Nè, không giật được. Nó ùm đấy. Em ơi. Nè. Nè. Chú ơi, về đây mẹ xem cho xem ông sao này. Đẹp không? Cho con như này. Mình sẽ ăn của mình. Đẹp không? Đẹp. Cho trang trí nốt nữa. Ừ, thì mẹ buộc nốt cho em nha. Thế này mang về nhà. Làm cho em chơi. Nhưng mà tao không muốn chơi. Mai mẹ làm cho con một cái nữa nhé. Hai chị em cùng chơi nhé. Thích mày. Đây, xong bây giờ xong rồi, mang lên cho em thử nha. Ê, cho từng món. Thích không? Đã. Tí nữa nha, tí nữa con tin chơi nhé. Đây, con làm tin. Đây, cho em đi xem đồ chơi mới nha. Nào, xuống xem nằm với. Nào xem này. Đây. Đây cùng nhau làm. Thích chưa? Đấy, em thích đây này, em thích đây này, em thích đây này, em thích đây này. Thích thế này. Là đấy hình ơi cha. Ôi. Mẹ ơi. Hả? Tao thích quá. Đẹp không? Đẹp. Nhưng mà thì tái đồ chơi vậy thì mới chơi được mà. Thì tái đồ chơi để đánh bóng mẹ ơi, thì tôi liền mà đánh bóng vậy thôi nha, không rơi nha. Đánh bóng này đánh bóng vui quá. Mẹ ơi thích quá, mẹ ơi thích quá, mẹ ơi này em đang sướng nè. Thế này chuẩn bị không ra tiền rồi. Đánh bóng mẹ ơi, đánh thôi mày là. Được chưa? Mẹ ơi, ta mở nước, ta mở ăn cháo. Ừ, đợi mẹ tí nhá, cho mẹ đi lấy cho nhá. Chơi đi, con chơi đi. À, làm đây mẹ lấy cháo cho anh, chị em ăn nha. Con đói quá. Đây mẹ nấu cháo xong rồi, mẹ để cho con ăn nha. Cháo hôm nay món gì đấy? Cháo. Sao ta đi chơi với em đó? Đây rồi. Em nhắc làm thế này nhé. Vâng ạ. Con muốn kiểu bé. Ăn nha, bọn em ăn nào. Hả mà? Cháo chuyện gì mà no lắm. Mùa nọt mẹ. Không nhập. Con thấy nhạt lắm. Đợi tí mẹ lấy thêm đường cho con nhé. Vâng. Dạ, con thấy nhạt lắm. có thêm muối. Muối thì nó còn quá đi làm cá mẹ ơi. Quá ngon quá, ngon quá mẹ ơi, lấy cho con ít đường. Đợi mẹ đi. Rồi ăn đi. Mẹ ngon quá. Còn nữa hả?